Tôi xin nêu mấy cái giải pháp mà tôi cho là rất là trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống thể chế về tài chính ngân sách theo cái tinh thần nghị quyết 07 của Bộ Chính trị để tiến tới từng bước tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước và đảm bảo cái an toàn nợ công. Cụ thể là 6 tháng cuối năm nay và tháng 5 chúng tôi cũng sẽ trình với Chính phủ, trình với Quốc hội một số cái dự án luật mới, như là một luật về thuế bảo vệ môi trường, một luật sửa 5 cái luật thuế và sẽ nghiên cứu trình với Quốc hội luật thuế tài sản. Đây là cái bước rất là quan trọng, một trong giải pháp rất quan trọng để tái cơ cấu lại ngân sách, và đặc biệt là tái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước trong cái điều kiện chúng ta hội nhập, chúng ta mở cửa, cắt giảm thuế quan và thuế xuất nhập khẩu và giá dầu giảm sâu. Cái thứ hai là tiếp tục hoàn thiện các chính sách chi để quản lý siết chặt cái chi tiêu ngân sách, đảm bảo hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn thông qua các cái việc như là tăng cường cái việc triển khai các cái cơ chế khoán chi thường xuyên, khoán xe công vân vân, rồi tích cực tham gia vào cái đề án tái cơ cấu lại các cái đơn vị sự nghiệp công lập và dịch vụ công. Đây là cái đề án rất quan trọng, cùng với nó là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là điều việc rất là hệ trọng để góp phần thúc đẩy và cái tái cơ cấu lại cái phần chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên tiết kiệm hơn, giảm tỷ trọng hơn trong tổng chi ngân sách nhà nước, dành nguồn nhiều hơn cho tăng chi đầu tư phát triển.